Khí hậu ở Trường Sa vốn khắc nghiệt, nắng chói chang và những cơn gió biển thì chát mặn. Làm thế nào để có rau xanh bổ sung vào thực đơn hàng ngày cho chiến sĩ luôn là yêu cầu đặt ra đối với bất kỳ đơn vị nào đóng quân trên đảo. Và bằng những kinh nghiệm được trao truyền, các chiến sĩ nơi đảo xa không chỉ khiến cho cây cối tốt tươi mà còn có cả những vườn rau xanh mướt. Đá Thị, một trong những đảo quanh năm nước biển bao phủ, bởi vậy mà canh tác rau màu trên đảo gần như là bất khả thi. Vậy nhưng, trong không gian chật hẹp này vẫn có khoảng màu xanh mướt. Màu xanh không chỉ khẳng định sức sống mãnh liệt giữa đại dương sóng gầm gió giật, mà còn thể hiện ý chí, nỗ lực vượt khó của cán bộ chiến sĩ nơi hải đảo xa xôi. Chúng tôi phải tiết kiệm từng giọt nước ngọt rất là quý báu để tưới cho những cây rau xanh. Khi mà những cây rau xanh đã tốt rồi thì chúng tôi phải chăm sóc, phải vun vén, tưới tắm, bắt đầu chăm những cây rau giống như kiểu là những đứa nhỏ ấy, thì bắt đầu cây rau nó mới phát triển, nó mới xanh tốt được. Ngoài những đảo với diện tích lớn có thể phát triển các vườn rau, thì những đảo nhỏ, các chiến sĩ đều vượt nắng, thắng mưa để tạo nên những vườn rau nhỏ phục vụ đời sống hàng ngày. Cũng là rau cải, rau muống, cũng là cây ớt, quả cà. Song thành phẩm có được trong mỗi bữa ăn là cả một quá trình cần cù, chăm chỉ, chắt chiu mỗi ngày. Chúng tôi đào hố và ủ phân xanh. Và sau khi mà phân lá cây nó rữa ra thì nó mục thì chúng tôi đưa lên để trộn với đất, để cải tạo đất. Để tính đến thời điểm này thì vườn rau của chúng tôi là rất nhiều các chủng loại giống rau và theo các cái mùa vụ mà rau thì được phát triển tươi tốt. Giữa mênh mông biển trời, cách xa đất liền hàng nghìn km, việc cải tạo cát thành đất sẽ khó khăn vô cùng. Tiết kiệm từng nắm phân hữu cơ từ đất liền trở ra, tận dụng cả xô chậu, thùng nhựa để ươm trồng rau xanh. Bằng sự kiên trì, cùng ý chí vươn lên, lớp lớp cán bộ chiến sĩ trên quần đảo Trường Sa đã tạo nên những vườn rau, cây trái xanh mát. Để hoạt động tăng gia đạt hiệu quả, phong trào thi đua giữa các đơn vị cũng được phát động. Thì hàng tuần thì tổ thi đua của cụm sẽ đi chấm thi đua về công tác tăng gia, trong đó về công tác chăm sóc, xuống giống, về công tác thu hoạch, rồi là nuôi dưỡng như thế nào thì sẽ qua đó để đánh giá thi đua trong một tuần đó. Và sau một tuần đó sẽ biểu dương những tập thể phân đội mà có chất lượng tăng gia tốt, lấy đó để rút kinh nghiệm cho các phân đội khác. Mỗi giọt nước đổ xuống đất để tưới cho cây đều chân quý. Mỗi hạt giống nảy mầm, luống rau mọc lên tươi tốt là niềm vui như vỡ òa. Hạnh phúc với các chiến sĩ nơi đảo xa, đôi khi đơn giản chỉ là ngắm nhìn màu xanh giữa muôn trùng cát trắng.